Jungle. Việt Nam chó bản địa Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa hâm mông cộc đuôi. Ngày hôm nay Việt Nam chó bản địa sẽ được giới thiệu tới anh em một cá thể chó hâm mông cộc đực đen tuyền, chó 2 tháng tuổi, nặng 6 kg, chân huyền đề, chó đốm lưỡi. Và các cụ ngày xưa thì vẫn thường hay có câu: nếu như mà nuôi chó thì nên chọn những cái con chó nào mà chân huyền đề, chó đốm lưỡi. Và quả thực, đối với cá thể ngày hôm nay Việt Nam chó bản địa giới thiệu tới anh em là một cá thể có bản năng sủa trong nhà, canh gác rất tốt. Anh em chúng ta cùng quan sát tổng thể về bản năng tính cách của cá thể chó mông cộc đực đen tuyền, chó 2 tháng tuổi, nặng 6 kg. Đấy, anh em chúng ta thấy chưa, không phải nghĩ luôn, bản năng trong nhà rất tốt, sủa canh gác rất tốt luôn. Chó mới 2 tháng tuổi, nặng khoảng 6 kg, tai lên tự nhiên, tai lên gần hết rồi. Anh em chúng ta thấy này, quá tuyệt vời cho một cá thể. Bình thường thì chó rất là ngoan anh em nhé, chó rất là ngoan luôn đấy, rất là quấn chủ luôn này. Đây, anh em chúng ta thấy này, sờ vô tư thoải mái, ok này, chó rất ngoan luôn này, bắt tay rồi, ok. Đấy, chó rất ngoan luôn, sờ vô tư thoải mái này. Đấy, thấy chưa? Nhưng khi anh em chúng ta cùng quan sát khi mà chó bị kích động, anh em cũng đã thấy này. Đấy, anh em thấy chưa? Rất cảnh giác luôn nhé. Đấy, bản năng sủa cảnh giác rất tốt luôn. Chó rất cảnh giác khi bị kích động. Không nghĩ luôn. Rất cảnh giác luôn này. Bản năng sủa canh gác rất tốt luôn. Cá thể chó mông cộc đuôi được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Cá thể chó có thể nói là quá tuyệt vời, nếu không nói là xuất sắc, để anh em về nuôi với mục đích trong nhà, canh gác xưởng và trang trại. Bản năng sủa canh gác được trỗi dậy khi chó mới được 2 tháng tuổi. Anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc truy cập vào nick Zalo 0334827912 để sở hữu được cá thể chó hâm mông cộc đực đen tuyền, chó 2 tháng tuổi, nặng 6 kg, chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Rồi, anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam chó bản địa để có được những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam, chó hâm mông cộc đuôi. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và xin kính chào tất cả anh em đam mê.